Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp những câu chuyện về Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Sóng ngầm trong hậu trường chính trị Sài Gòn tháng 4 năm 1975. Trong cơn hấp hối của chế độ Sài Gòn, chính trường Sài Gòn vẫn dồn lên những đợt sóng ngầm của các thế lực cả trong và ngoài nước. Sài Gòn, tranh tối, tranh sáng. Sau khi để mất Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung, Nguyễn Văn Thiệu đã nhìn thấy sự sụp đổ trong nay mai của chế độ Sài Gòn. Về phía cách mạng, sau thắng lợi ở Tây Nguyên, Đảng đã nhìn rõ và quyết tâm chớp thời cơ tiến lên giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975. Nhưng vào lúc đó, ở Sài Gòn, giới chính trị vẫn tin vào một giải pháp với lực lượng thứ ba có thể trì hoãn được bước tiến của quân giải phóng. Người Mỹ cũng cho đó là một con bài tốt, bởi vậy lập tức tìm cách nắm lấy nó với hy vọng nếu thành công thì họ vẫn còn ảnh hưởng ở miền Nam sau khi Thiệu sụp đổ. Bây giờ, Mỹ mới quay lại với những tuyên bố phản đối Thiệu của Hà Nội và tin rằng Thiệu là sự cản trở duy nhất cho cuộc nói chuyện với Hà Nội. Với ý nghĩ như vậy, Mỹ ép Thiệu phải từ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 1975 để Trần Văn Hương lên làm Tổng thống. Thiệu ra đi để lại một khoảng trống quyền lực và ngay tức khắc tạo ra một cuộc tranh giành giữa các phe phái trong giới chính trị Sài Gòn nhân kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2014. Kiến thức xin giới thiệu với quý độc giả bài viết về hồ sơ chiến tranh Việt Nam với những thông tin đầy đủ, sinh động và giàu giá trị tham khảo. Kính mời độc giả theo dõi đón đọc. Đầu tiên là Trần Văn Hương, ông lão 70 tuổi này là phó tổng thống dưới thời Thiệu. Theo hiến pháp chế độ Sài Gòn, Hương lên làm tổng thống thay Thiệu. Tuy nhiên, Hương vẫn chưa yên tâm vì Thiệu vẫn còn ở Sài Gòn. Lấy lý do rằng, nếu Thiệu ở lại, có thể phía bên kia sẽ cho rằng chính phủ của Hương chỉ là một chính phủ Thiệu mà không có Thiệu. Do vậy, Hương tìm cách đẩy Thiệu rời khỏi Việt Nam để thuận tiện. Hương ký nghị định cho Thiệu làm đặc sứ của chế độ Sài Gòn sang đài Bắc phung điếu Tưởng Vĩ Thạch vừa qua đời. Tối ngày 25 tháng 4, Thiệu đã rời Sài Gòn sang đài Loan trên máy bay Mỹ. Và để chứng tỏ mình có một thực quyền, ông Hương đã yêu cầu gỡ bỏ hết các áp phích chống cộng, đồng thời cử người đến trại David trong sân bay Tân Sơn Nhất để nói chuyện với phe đoàn của chính phủ cách mạng lâm thời, nhưng không đem lại kết quả gì. Một thế lực khác được coi như đại diện của lực lượng thứ ba là phe nhóm của tướng Dương Văn Minh. Theo hồi ký của dân biểu Lý Quốc Trung, một thành viên trong nhóm, từ đầu tháng 4, phe nhóm này đã bàn bạc và hạ quyết tâm giành lấy quyền lực chính trị ở Sài Gòn để thương lượng với Hà Nội và chính phủ cách mạng lâm thời về một giải pháp chính trị cho miền Nam. Cũng theo hồi ký của ông Trung, một vài người khác trong nhóm sau này khẳng định mục đích của họ chỉ nhằm đi đến chấm dứt chiến tranh, để máu không còn phải đổ nữa. Để thực hiện việc đó, họ dự liệu các biện pháp hoặc thương lượng hoặc bàn giao chính quyền hoặc là đầu hàng. Tuy nhiên, nhiều thông tin khác cũng chỉ ra rằng vào ngày 28 tháng 4 khi ông Minh lên nắm quyền đã không đầu hàng ngay mà vẫn hy vọng một giải pháp chính trị. Điều này thể hiện cho câu chuyện giữa ông Minh và viên tướng Thimet, cuốn sách Nguyễn Hữu Thái viết. Ngay trong sáng hôm đó, tức ngày 28 tháng 4, một nhân viên CIA cao cấp và là người quen biết lâu năm của tướng Minh là tướng Thimet đến chào xã giao. Khi hỏi tướng Minh có thể làm được gì với tình hình hiện nay, ông Minh nói nghiêm chỉnh rằng còn có giải pháp và trình bày vắn tắt ý đồ của ông. Nghe xong, tướng Thimet thở dài và nghĩ rằng cho đến lúc này mà tướng Minh vẫn còn ảo tưởng bám lấy ý đồ không tưởng đó của Pháp. Những lời Pháp bộng du. Những ngày cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, các đại sứ quán phần lớn di tản khỏi Sài Gòn. Nhưng sứ quán Pháp thì vẫn hoạt động tích cực hơn bao giờ hết. Thông qua ông đại sứ Marillon, chính phủ Pháp tích cực vận động một giải pháp chính trị cho miền Nam. Họ cũng cử một viên tướng già tên là Vanosem, giả danh ký giả của báo Sefor, đến Sài Gòn để giúp sức Marillon. Marillon tuyên bố chính phủ cách mạng lâm thời xác định họ mong muốn thương thảo để có một sự chấm dứt êm đẹp cho cuộc chiến. Bản thân tướng Pháp cũng mong muốn đóng một vai trò tích cực nhằm tránh một cuộc tắm máu tại Sài Gòn. Nhưng mục đích thật sự của Pháp chỉ là để kéo dài thời gian, làm chậm bước tiến của quân giải phóng để tạo ra một chính phủ trung lập ở miền Nam. Sâu xa hơn, người Pháp muốn quay lại lấp chỗ trống ở xứ này sau khi Mỹ rút đi. Họ sẽ lợi dụng những người thuộc lực lượng thứ ba thân Pháp để làm suy giảm thế lực cách mạng và kéo dài một chế độ miền Nam kiểu cũ trong vòng tay của Pháp. Đợt hoạt động ngoại giao của Pháp cũng đã được nhà sử học Gabriel Conco nhắc đến trong cuốn Giải phẫu một cuộc chiến tranh. Conco viết, trong lĩnh vực ngoại giao, có một đợt hoạt động liên tục, người Pháp bây giờ tích cực nhảy vào cuộc và được những nhà chính trị đầy mưu đồ của Sài Gòn giúp đỡ nhằm thiết lập lại ảnh hưởng của họ trên thuộc địa cũ.
Sau khi Bôn Ma Thuật bị mất, Pháp đề nghị với Cộng sản một phương án mới gạt thiệu và thi hành Hiệp định Paris. Cách mạng cũng không lại lắm gì tâm địa của Pháp, nhưng những gì hoạt động của họ cũng tạo ra những điều tốt nhất định cho cách mạng. Khổn khổ viết tiếp, Đảng quyết định nghe họ một cách lịch sự, không làm nản lòng bất kỳ cố gắng nào có thể làm yếu Việt Nam Cộng Hòa và tránh cho họ phải mất thêm sinh mạng một cách không cần thiết. Khi tới Xuân Lộc, cho tới khi Xuân Lộc đã mất, vòng vây quanh Sài Gòn đã khép chặt và trận pháo kích vào sân bay Tân Sơn Nhất nên đã tuyên bố giờ đây mọi thương thảo là không còn giá trị, thì người Pháp vẫn ngoan cố vận động. Theo Nguyễn Hữu Thái, đến tận sáng ngày 30 tháng 4, người Pháp vẫn chưa từ bỏ ý định của mình và vẫn còn khuyên thương binh cầu viện ngoại bang để duy trì miền Nam. Ông Thái kể, Van Oxem cho biết ông muốn hiến kế cho Minh để cứu vãn tình hình tuyệt vọng của chế độ Sài Gòn. Theo Van Oxem, nên lên tiếng kêu gọi sự can thiệp của một cường quốc và chỉ cần có một yêu cầu chính thức của chính quyền miền Nam là cường quốc này sẽ can thiệp ngay. Nhưng Dương Văn Minh trả lời thẳng thừng rằng trong đời ông ta đã làm tay sai cho Pháp rồi cho Mỹ và bây giờ ông không muốn làm tay sai cho một nước nào nữa. Như thế, trong vòng 10 ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn, trước diễn biến tất yếu của lịch sử, vẫn có nhiều thế lực ngoại bang thèm muốn miền Nam, có nước còn lại buồn bực vì Việt Nam đã thống nhất. Trong hoàn cảnh đó, tất nhiên, nếu ông Dương Văn Minh giữ đầu óc hiếu chiến, hạ lệnh cho quân đội quyết chiến thì cũng không thể xoay ngược được bánh xe lịch sử. Có hai nguyên nhân căn bản. Thứ nhất, thế và lực của quân giải phóng là áp đảo không gì cản nổi. Thứ hai, chính lực lượng Việt Nam Cộng Hòa cũng không còn bao nhiêu. Trong số ít ỏi cũng chỉ có một số rất ít là có đầu óc hiếu chiến và sẵn sàng từ chiến. Còn phần lớn là đã giã ngũ về lo cho gia đình mình. Tuy nhiên, ý nghĩa trong quyết định đầu hàng của ông Minh là giúp cho máu của người Việt Nam bớt đổ như cách nói của tướng Nguyễn Hữu Hạnh là không nên đổ máu ở giờ thứ 25.